Liên áp, vịt hấp xenon chế biến theo cách này giúp miếng thịt ngọt thơm, chín sâu và vẫn mọng ẩm thơm nức, bớt hẳn mùi hôi đặc trưng của vịt. Trong đông y, đây là món ăn vừa ngon lại vừa mát, thích hợp bồi bổ cho người mới ốm dậy trong những ngày hè nóng. Món ăn đã xuất hiện trong cuốn Tản Đà Thực Phẩm của tác giả Nguyễn Tố, ghi chép lại những món ngon của thi sĩ Tản Đà, người nổi tiếng là sành ăn và cũng rất sành cả việc nấu ăn. Cùng khám phá nhé! Các cụ xưa vẫn thích chọn vịt trời hay vịt xiêm béo để làm liên áp. Còn mình thì thích vịt cỏ, ăn thịt chắc ngọt, ít mỡ. Chà vịt thật kỹ với muối hột, rượu trắng và vài lát gừng cho sạch da và trong khoang bụng. Rồi tráng lại với nước là đã sạch tinh rồi này. Ướp vịt với nước mắm ngon, muối tinh, tiêu bột rồi massage khắp trong ngoài. Bí quyết đầu tiên để vịt thơm đượm mùi sen chính là vò sơ lá sen rồi nhồi vào bụng vịt. Và không thể thiếu một búp sen non. Sau khi nhồi vịt, dùng tăm cố định phần mép mổ để khóa trọn mùi sen thơm trong bụng vịt và khử mùi tanh tiết rất hiệu quả. Các bạn có cách khử mùi hôi vịt nào nữa thì comment mình biết với nhé. Để vịt nghỉ trong 30 phút cho ngấm gia vị. Trong lúc để vịt nghỉ, mình sẽ chuẩn bị sen để hấp vịt. Phần sen non còn lại cắt bớt núm, bóc bỏ bớt lớp cánh xanh, cánh héo, chỉ giữ lại phần cánh hồng non đẹp đẽ. Đẹp và thơm đến nao lòng luôn đấy. Dùng chảo sâu lòng vào vỉ hấp rồi cho nước xăm sắp mặt vỉ. Với lượng nước này mình sẽ vắt thêm nửa quả chanh giúp khử mùi hôi vịt trong quá trình hấp. Xếp búp sen non cho kín hết vỉ, rồi nhẹ nhàng đặt con vịt lên nằm gọn trong lòng vỉ hấp thế này. Bí quyết hấp các cụ truyền lại, giúp thịt chín sâu và vẫn mọng ẩm đấy nha. Đó chính là dùng lá sen úp cho thật kín miệng nồi, chảo hấp thay cho vung nồi. Hấp vịt trong 60 phút ở lửa vừa. Lá sen có cấu trúc hai thứ bậc cực độc đáo, tạo thành bề mặt sushi không thấm nước, nên giúp nước không bị bốc hơi quá nhiều ra ngoài, mà sẽ tạo thành một vòm hơi khổng lồ trong tàu lá úp kín, duy trì nhiệt độ ổn định, giúp thịt vịt chín từ từ mà vẫn giữ được độ mọng ẩm. Mùi sen cũng cứ thế mà thấm dần vào vịt. Vịt chắc nịch, thơm ngậy nhờ mùi sen, còn sen non ngọt lịm, thấm đẫm bởi vị vịt. Xiên tăm thấy thịt mềm, không có nước hồng chảy ra là vịt đã chín, vị ngọt thịt được giữ trọn hoàn toàn. Để vịt nguội bớt, ráo nước hấp và chắc lại, thì chặt miếng chữ nhật mỏng rồi xếp lên đĩa đã có lót lá sen. Chấm miếng vịt ngọt lừ, chắc nịch, cùng mắm gừng cay ấm thơm lừng, ta nói đã đời làm sao? Mời các bạn cùng thưởng thức nha!